Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ làm một cái video ngắn để chia sẻ với mọi người, vì có một số bạn comment hỏi em là làm cách nào để cây lan hồ điệp khi ra hoa, ngọng hoa nó phát triển đẹp và nó có thể phân nhánh và hạn chế rụng nụ. Thì em chia sẻ với cô chú anh chị là chúng ta nên bổ sung cho nó canxi bo nha. Canxi bo dạng nước chai thì hình như là 65.000 á, 100 mi, thì mọi người có thể mua trên Shopee, kho nông nghiệp á, hoặc là những cái chỗ bán vật tư nông nghiệp, vật tư hoa lan đều có bán. Cô chú anh chị pha tỷ lệ là 1 mi cho 1 lít nước, tưới vào buổi sáng sớm để cây nó phát triển. Và nó, mọi người khi tưới phân bón, cô chú anh chị và các bạn nên tưới đẫm bộ gốc và tưới né hoa ra, tưới né nụ ra để tránh hoa và nụ bền. Khi cây nó bổ sung thêm được canxi bo thì nó sẽ hạn chế rụng nụ và những cái nụ này nó vẫn tiếp tục phát triển, vì riêng cái dòng hồ điệp rất là hay, nó là dòng hoa đẩy, nó cứ có thể đẩy nụ tiếp từ những cái đầu này. Nên mọi người yên tâm nhé. Trong quá trình ra hoa, cô chú anh chị và các bạn nên tưới 2 tuần một lần, bổ sung cho nó để nó có nhiều hoa và hoa đẹp. Chúc mọi người thành công nha. Video của em chỉ mang tính tham khảo. Nếu video hữu ích, mọi người hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.